Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng thưởng huân chương độc lập. Dịp này, mẹ Nguyễn Thị Thanh Xuân ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Nguyễn Thị Thanh Xuân là mẹ của Trung tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh trong nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng Ba năm 2020. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 10 mẹ khác đã qua đời. Hai gia đình có công với cách mạng, có nhiều người thân hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc được tặng huân chương độc lập. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó giảm đi khó khăn về vật chất và động viên tinh thần cho các bà mẹ, gia đình chính sách. Đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk và khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Tây Nguyên. Hiện tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 120 ca mắc COVID-19 ở 13 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, những ngày gần đây, số ca mắc liên tục tăng cao với nhiều chùm ca bệnh có yếu tố dịch tễ phức tạp. Một số ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn công tác yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến phải có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, lực lượng quân đội trong công tác vận hành bệnh viện, sớm ban hành quy chế hoạt động, nội quy sinh hoạt của bệnh nhân, cần tính toán cơ chế cung cấp trang thiết bị, cơ số thuốc cho bệnh viện phù hợp với tình hình thực tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương này đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Điều đáng nói, 2 trường hợp này đều vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, nhưng một số người dân còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, dẫn đến nhiễm bệnh và nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng rất cao. Điển hình như 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vừa nêu, nhận thức hạn chế, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Cả 2 trường hợp này đều lấy mẫu trong cộng đồng đi từ vùng dịch trở về và được cách ly tại nhà trước khi có kết quả dương tính. Tuy nhiên, các bệnh nhân không tuân thủ phòng chống dịch, ra khỏi địa phương đang bị phong tỏa, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác chốt chặn, kiểm soát người dân đi từ vùng dịch đến địa phương, đặc biệt là tuyên truyền vận động cộng đồng, từng hộ gia đình cá nhân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, các trạm thu phí trên quốc lộ 1 qua Phú Yên và Khánh Hòa đã tạm dừng thu phí từ ngày 23 tháng 7. Trong đó, trên địa bàn Phú Yên có trạm thu phí An Dân và trạm hầm Đèo Cả. Còn trên địa bàn Khánh Hòa có trạm thu phí Ninh Lộc và trạm Ninh Xuân. Cục Quản lý Đường Bộ 3 cũng cho biết, việc thực hiện tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm này nhằm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu khi tạm dừng thu phí, các trạm bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản, có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí và lên phương án kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay khi hết thời gian giãn cách. Cùng với các trạm thu phí BOT, tại Phú Yên và Khánh Hòa còn có hơn 20 trạm thu phí khác do Cục Quản lý Đường Bộ 2 quản lý cũng sẽ dừng hoạt động thu phí để hỗ trợ phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Nam, nhiều người lao động không có việc làm. Cuộc sống quá khó khăn phải tìm cách về quê. Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đã về đến địa phận đèo Lò Xo thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam trong cơn mưa tầm tã. Về đến trạm kiểm soát dịch đèo Lò Xo, nhiều người đã gần như kiệt sức vì hơn một ngày đêm chạy xe không được nghỉ ngơi, trong khi có người bị ngã xe đã được đội ngũ y bác sĩ tại đây sơ cứu. Mỗi người được nhận một phần ăn và xếp hàng để chờ đến lượt khai báo y tế, ký cam kết về quê, không lưu trú tại địa bàn Quảng Nam theo đúng quy định.
Ngoài ra, huyện Phước Sơn còn hỗ trợ xăng xe để họ tiếp tục chuyến hành trình. Hiện nay, lượng người lao động từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh miền Trung trên tuyến đường Hồ Chí Minh rất lớn. Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt chặn đèo Lò Xo phải làm việc xuyên đêm để hướng dẫn đoàn người ra khỏi địa bàn, tiếp tục chuyến hành trình về quê. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, tăng năng suất, chất lượng, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Giữa năm 2019, anh Nguyễn Trọng Hạnh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Nam Miền Trung đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái. Trang trại nông nghiệp sạch của anh có quy mô 5 hectare, trong đó anh đầu tư gần 3 tỷ đồng để làm hệ thống nhà màng phủ ni lông với diện tích gần 7.000 m2 trồng các loại cây như dưa lưới và dưa lê. Bằng sự kiên trì chịu khó, mô hình nông nghiệp công nghệ cao của anh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm được bán ở các siêu thị trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với phương pháp canh tác khoa học, hiện đại, từ khâu đầu đến khâu cuối, sau 8 vụ, hợp tác xã của anh Hạnh đã đưa ra thị trường gần 200 tấn dưa lưới chất lượng cao, đạt doanh thu gần 5 tỷ đồng. Ở Ninh Thuận thì cái thời tiết là nó phù hợp với cây dưa lưới, nhưng mà chỉ có được có một vài cái doanh nghiệp đứng ra xây dựng nhà kính và sản xuất dưa thì nó cũng không được cung ứng cho thị trường. Số lượng nó nhỏ lẻ thì mong là được cái các lãnh đạo ban ngành quan tâm để là có cái cơ chế khuyến khích và đầu tư không chỉ là các cái doanh nghiệp mà nông dân, cái đối tượng trọng tâm là nông dân để cho nông dân có thể là dựng được một hai nhà và thể từ đó doanh nghiệp có thể là thu mua để tạo ra nguồn hàng nó lớn để mình bán, trước mắt có thể bán trong nước và hướng tới là mình xuất khẩu ra nước ngoài. Xác định doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những năm qua, huyện Bắc Ái luôn quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Đến nay, huyện đã quy hoạch được 3 vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 xã Phước Trung, Phước Tiến và Phước Thắng. Qua đó thu hút được 5 doanh nghiệp đầu tư sản xuất các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao như dưa lưới, dưa lê, rau sạch, bưởi da xanh. Lợi nhuận đạt 300 triệu đồng 1 hecta một năm, giúp nâng cao chất lượng và tăng thu nhập cho các doanh nghiệp áp dụng các mô hình vừa nêu. Thời gian tới thì định hướng của huyện thì cũng thực hiện cái chủ trương là kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mà có tiềm năng, có tiềm lực vào đầu tư trên địa bàn Bắc Ái. Thì hiện thì cũng thực hiện đúng cái quy hoạch phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, cũng quy hoạch cái vùng nông nghiệp công nghệ cao của Phước Tiến, Phước Trung và cũng tạo ra cái quỹ đất sạch để có cái hướng là hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tới có cái thúc đẩy nhanh hình thành những cái dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn của huyện Bắc Ái. Thì hiện nay thì cũng có những cái doanh nghiệp đang triển khai thực hiện trên địa bàn của xã Phước Tiến. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ để cho các doanh nghiệp này, các tổ chức này chúng ta đưa vào hoạt động cho nó tốt trong cái thời gian tới. Hiện nay, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp của huyện miền núi Bắc Ái trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.